Xin chào các anh em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái ví dụ 1C. Hôm trước chúng ta đã làm cái ví dụ 1 là món bài trên nền xét cố kết. Thì chúng ta đã đi qua hai trường hợp A và trường hợp B. Thì bây giờ chúng ta vào trường hợp C là Birac Foundation. Trong trường hợp này chúng ta sẽ mô phỏng thêm phần cặp để giảm cái độ lún cho cái món bài. Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái phần tử Embedded Beam để chúng ta mô hình cái phần tử cọc, và trong trường hợp này chúng ta viết cái định nghĩa cái loại cọc như thế nào, và chúng ta sử dụng thêm một công cụ nữa là công cụ copy nhiều đối tượng giống như phần cái array ở trong cái phần mềm AutoCAD. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tận dụng lại cái bài tập 1B, chúng ta lưu lại save as ha. Chúng ta lưu lại là một xe. Rồi, chúng ta vào phần soi, chúng ta thay đổi lại thì phần đất này, tính chất của đất chúng ta không thay đổi. Chúng ta qua phần structural, phần kết cấu, thì ở đây chúng ta sẽ mô phỏng thêm cái phần cọc. Thì đối với cái bài này chúng ta sẽ sử dụng loại cọc đen 1,5 m, và đây là tính chất của cọc, và chiều dài cọc là 20 m. Chúng ta có 4 cọc ha. Đây chúng ta có 4 cọc, và cái cọc đầu tiên nó nằm ngay vị trí của cái cột. Đấy. Tức là tọa độ 66, chúng ta đầu cột ở âm 2 m và mỗi cọc này ở âm 22 m. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh copy, chúng ta đưa ra thành 4 cọc. Đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu khai báo vẽ một cái cọc. Để vẽ một cái cọc thì chúng ta chọn cái phần tử này. Đó, Embed Beam. Thì trong trường hợp này chúng ta lấy xuống và chúng ta sẽ bắt tọa độ tại vị trí 66 2. Thì ở đây tôi sẽ đánh tọa độ cho nó nhanh, 66 2, điểm số 2 là 66 và trừ 22. Rồi chúng ta nhấn Escape thoát ra, chúng ta được loại cọc này. Trong trường hợp nếu anh chị không biết trong trường hợp này anh chị không biết tọa độ này bao nhiêu thì anh chị có thể sửa đây. Nếu mà anh chị làm sai anh chị có thể sửa tọa độ trực tiếp ở đây thì nó cũng nhảy theo ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái khai báo vật liệu và gắn cho cái cọc này. Thì chúng ta vào material, đây phần tử cọc embedded pin, chúng ta new, chúng ta cọc, chúng ta ghi ha, cọc đường kính d 1,5 m. Rồi thì ở đây chúng ta chọn bài toán elastic, chúng cho nhập ơ mô đun hồi. Cặp này ở mô đun hồi 3 × 10^7, 3 × 7 hệ số gamma. Chúng ta nhập 6. Ở đây chúng ta sẽ không tự tính mà chúng ta để phần mềm tự tính. Nếu anh chị user define cái bài trước là mình phải tự tính ra, dành cho những cái cặp mà nó không có nằm trong cái những tiết diện tròn hay tiền vuông hay tiết diện bình khuyên, còn nằm trong những tiết diện đó chúng ta sử dụng chức năng là để phần mềm tự tính. Đây thì ở đây chúng ta có ba cái loại cặp. Thứ nhất cọc tròn đặc, thứ hai là cọc tròn mà rộng phía trong là giống cọc ly tâm bên trước, và loại thứ ba là cọc vuông đặc. Thì ở đây chúng ta sẽ lập tròn, cho đường kính của cọc tròn 13. Thì cái này chúng ta tính cũng rất là đơn giản. Rồi ở dưới này chúng ta phải khai báo hai cái phần, đó là trong trường hợp này chúng ta sẽ khai báo cái ma sát ngay cái đầu cọc và cái ma sát ở điểm cuối cùng, và dưới này là cái thành phần kháng bột maximum. Thì khi vượt qua cái giá trị này thì coi như là cái cọc này nó bị phá hoại. Thì cái việc này chúng ta sẽ được học trong lớp về phần lý thuyết về cái ứng xử của cọc này nó sử dụng như thế nào. Thì nó một là chúng ta sử dụng cái phần tử embedded beam này, hai là chúng ta sử dụng cái loại cọc và chúng ta mô phỏng đất và thay cái đất đó bằng bê tông, thì hai cái đó nó khác nhau như thế nào, và khi nào chúng ta sử dụng phần tử này, khi nào chúng ta sử dụng phần tử. Phần tử trong lát sức mới, phần tử này lát sức mới mới có anh em ha. Còn những phần tử kia thì những phần tử trước khi những phiên bản trước chúng ta mô hình cọc thì chúng ta sẽ thay thế đất bằng cái bê tông. Thì cái này tôi sẽ giải thích ở trong lớp rất là kỹ cho anh em nắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập vào ha. Thì cái này là 200. Skin mask bắt đầu 200, cuối cùng là 500. Sức thăng bụi là 10 × 1^4. Chúng ta nhập 200. Chúng ta nhập 500. Rồi dưới này là 10 ở 4. Rồi ok,
Sau đó chúng ta gán vật liệu, thì gán vật liệu có nhiều cách ha, chúng ta đơn giản nhất kéo thả vào là được. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ học một công cụ mới là copy cái này thành nhiều đối tượng, em là array đó. Thì đây chúng ta click vào đây, create array đây. Thì đây nó có thể array theo hình tròn hoặc array theo hình chữ nhật, tức là theo phương x hoặc phương y. Array 1D là tức theo một phương thôi, và phương x 2D thì ở đây chúng ta theo bố cục và theo hai phương luôn. Chúng ta còn 2D xy trong cái mặt phẳng xy, số cọc theo phương x là 2, số cọc theo phương y là 2. Khoảng cách giữa cọc theo phương x ha, khoảng cách giữa các cọc theo phương x là bao nhiêu thì chúng ta là 12 mét. Đây phương y như là 12 nhé, chúng ta thử ha. Ok, đây, chúng ta tạo ra được cái bốn loại cọc như vậy, có thể xoay và kiểm tra ha. Ok, thì anh chị cái này cũng đơn giản như AutoCAD, anh chị có thể nghiên cứu thêm ha, anh chị thử. Rồi, để cho video nó không dài thì tôi sẽ không có hướng dẫn cái này anh chị có thể tự kiểm tra và tự tự làm được ha. Rồi, sau khi anh chị mô hình xong cái loại cọc này, cái bài này mình chỉ có cọc thôi, mình gán vật liệu cọc là xong rồi, mình qua chế độ mẹt. Thì mình đi mẹt lại ha, ở đây mình chọn chế độ mẹt thôi, chúng ta đi mẹt lại. Và anh chị nếu mà theo dõi không kịp, hoặc anh chị muốn làm lại, nếu thay vì coi video anh chị có thể đọc trong này. Manual nó cũng đơn giản ha. Rồi, quan trọng là cái kiến thức, còn cái hướng dẫn sử dụng phần mềm thì nó cũng không có gì là phức tạp hết. Rồi sau khi anh chị mệt xong ha, thì mình vào đây mình view view mệt lại, thì mình có thể bỏ các bước này để mình chắc chắn được là mình mệt đúng. Rồi ở đây mình muốn coi thử kết cấu ở trong này như thế nào thì mình tắt cái đất đi. Đây có mở mắt này, tắt. Mình sẽ thấy được cái phần kết cấu phía trong nha. Muốn tắt cái gì đó tắt, tắt cái này là tắt cái hiển thị thôi, không cho nó xem đó. Rồi close. Rồi chúng ta qua cái phần điều kiện thấm thì chúng ta không có thay đổi, ở đây chúng ta không có thay đổi điều kiện mực nước ngầm. Chúng ta qua luôn tay con sắc xanh. Thì trong cái bước này chúng ta gồm có cái bước đầu tiên và bước số 2 là như nhau, đó là nhau. Bước thi công sàn hầm thì chúng ta sẽ sửa ngay cái bước thi công sàn hầm này. Còn bước số 3 gia tải như nhau, bước thi công sàn hầm á, thì chúng ta phải kích thêm cái phần cọc lên nữa. Thì chúng ta đây để cho dễ thấy chị bỏ cái phần soi đi này. Đây chúng ta sẽ chọn cái tích vào cái embedded beam để nó hiện cái phần tự cột lên. Phần tự cái cọc của mình lên ha. Đó, chúng ta tắt cái soi đi. Tắt cái soi đi thì chúng ta sẽ thấy được cái cọc nó đã hiện lên rồi. Hiện tự đóng lại. Cái này là bỏ luôn nha, chứ không phải là tắt đâu nha. Cái này là bỏ luôn cái đất, còn cái này mới là tắt đất này. Cái này là mất luôn đất là sai. Rồi. Chúng ta qua cái file gia tải. Thì cái gia tải chúng ta kiểm tra lại coi thử trong trường hợp ta úp đất trong cái phay 2 này thì cái phay 3 nó có úp đất thêm phần cọc hay không. Đó. Thì chúng ta tắt tạm đi. Đó. Thì chúng ta thấy phần cọc ở đây nó chưa được cắt đi lên, nó không úp đất, được chưa, nó không úp đất. Thì tôi bật lại ha. Đây mình qua cái phay 2 này, tắt cái này đi nè, mà thấy cái phần này mình đã úp đất rồi, làm phê 2 rồi, nhưng qua phê 3 thì nó không úp đất. Thì muốn làm như vậy thì mình phải xóa cái phê 3 này đi, sau đó mình úp đất lại hoặc là trong trường hợp này mình cũng kích cái cọc lên luôn. Trong trường hợp này mình kích cái cọc này, cái phê 3 gia tải này thì bắt đầu từ phê 2 đó. Thì cái này dễ bị sai ha. Ví dụ phê 3 click cho đó, cái cọc nó vẫn không lên, thì trong trường hợp này á, mình sẽ chọn cái cọc này rồi mình đắt đi lên. Cọc này mình nhấn Ctrl ha. Rồi. Mình đặt cái cọc này. Đó. Hoặc là trong trường hợp này anh Trang có thể là xóa cái file này đi. Hay là anh xóa cái file này đi. Anh chị delete đi. Đó. Yes. Sau đó tôi tạo lại cái file mới. Rồi giao tải.
Thì anh chị thấy trong trường hợp này nếu mà tôi tập này qua cái phê ba này, sorry, cái file 2 này mình phải bật lại cái đất này nha anh chị. Hồi nãy tắt luôn là qua phê ba này không có đất. Tôi xóa lại. Dạ tại. Đây. Tôi bỏ đất này thì nó tự tự sẽ thấy không? Phần cọc nó sẽ có, nó lấy từ phê 2 lên. Nhưng khi chúng ta sửa thì nó sẽ hỗ trợ. Để anh em chú ý cái vào việc đó. Rồi bây giờ kích tải lên, trong cái file này kích tải lên, kích tải lên, kích tải lên. Đó. Là qua phê 3. Nó có 3 file như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chạy bài toán. Muốn kiểm tra lại chúng ta click vào cái file và chúng ta vào đây view view file chúng ta kiểm tra. Có thể xem cái file số 3 này nó đây có tải chưa, có cọc chưa. Đất thì ở đây mình có thể là tắt đất luôn, đây mình thấy cọc. Nào. Đó, nó là có rồi, tải có hết rồi, thì close. Đó, kiểm tra lại. Nếu mình chắc chắn thì bắt đầu mình chuyển qua cái bước tiếp theo là mình run, mình sẽ đi chạy. Thì ở đây nó không yêu cầu mình chọn cái điểm để vào ứng suất, quan hệ ứng suất biến dạng mình bỏ qua. Thì mình cho nó chạy. Sau khi chạy xong rồi thì anh chị xem cái kết quả của cái bài tập này. Đầu tiên anh chị xem cái moment. Thì moment ú trong sàn thì anh chị xem M11, M22. M11 là như thế nào, M22 như thế nào, là moment ú theo phương nào, chị dương là cỡ nào, căng thế nào, thì cái này mình cũng được học rồi. Anh em coi trong cái slide giáo trình của tôi. Yeah. Rồi, trong trường hợp này mình sẽ bảo mình sẽ đi xem cái moment uống sàn và đi xem cái lực chọc trong cọc. Chúng ta sẽ xem hai phần tử này. Rồi, thì chúng ta xem ở cái file số 3. Chúng ta output ra. Đây anh chị có thể xem về chuyển vị. Thì coi sự đồ vọng, cái chuyển vị của nó là giờ nó sẽ giảm lại, khoảng là 8 sen. Còn cái bài trước đồ vọng nó có thể nhớ là 10 sen ha. 10 sen hay 11 sen gì đó. Bài trước là nó 10 sen, nó gần 11 sen. Thì cái này nó có 8 sen thôi. Thì nó lại giảm được cái độ lún cho cái món bài này. Rồi, giờ chúng ta muốn xem cái nội lực ở trong cái tấm bè này thì giống như bài trước. Chúng ta click vào và chúng ta xem force M11. Chúng ta dùng xem được nội lực. Trong trường hợp nếu mà trong giống như trong phần mềm sáp ha. Sáp là chúng ta muốn chỉnh cái màu này thì chúng ta click vào cái range này. Đây là automatic, nó sẽ hiển thị là từ 400 cho đến 320. Nó tự động lấy cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Và nó sẽ có 18 cái chuyển sắc màu như thế này. Còn mình thích mà mình muốn thay đổi đi. Ví dụ tôi không lấy 400 mà tôi muốn lấy âm 300. Và cái này tôi xem mà có 200. Thì ok. Màu nó sẽ biến lại. Thì cái này anh chị cũng được học trong các phần mềm Meta Sharp, anh chị hiểu cái ý nghĩa mình làm như vậy để làm gì rồi. Rồi. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần cọc. Lâu á. Rồi xóa cái lại. Anh chị có thể vào cái phần window này, anh chị hoặc không cần đóng đâu, thì vô đây để anh chị mở những cái thứ anh chị xuống xem. Rồi bây giờ thì giờ mình muốn xem phần cọc đúng không, thì muốn ẩn cái phần đất đi, chúng ta click vào đây và chúng ta click control click ha. Rồi, cái này nó mất từng cái hơi lâu. Rồi, chúng ta sẽ xem cái phần cọc. Chúng ta giữ ship nha. Tôi nhấn nhầm nút rồi, giữ ship. Và chúng ta giữ ship, chúng ta nhấn vào cái khối đất thì khối đất nó sẽ mất, thì nó sẽ ra phần cọc cho mình.
Trong trường hợp này mình muốn xem cái nội lực trong cái phần cọc này thì ta click đúc vào cái cọc và chúng ta xem, ví dụ ở đây bài toán muốn xem được dọc đúng không? Thì chúng ta force xem từng giác này còn màu vào ha. Cái này bài. Thì giờ mà muốn hiện bốn cái cọc này ra luôn á, bài của mình là mình muốn hiện bốn cái cọc này ra luôn. Nếu anh chị muốn hiện bốn cái cọc này luôn thì anh sử dụng phần tử này, anh chị nhấn tình cho ship, anh chị đúc bầu vào một cái cọc thì nó sẽ hiện bốn cọc cho mình. Chúng ta muốn xem tất cả cọc này chúng ta nhấn Ctrl với giữ phím ship luôn nha anh chị, Ctrl giữ phím ship luôn, giữ phím Ctrl và phím ship, chúng ta đúc một, chúng ta chọn cái đối tượng này trước ha, đây chọn đối tượng mà cọc này này và giữ Ctrl ship, chúng ta click vào à, thì nó sẽ ra được cái bốn cái cọc luôn à, tất cả đối tượng luôn, có bao nhiêu cái nó hiện ra hết, rồi chúng ta vào đây xem được dọc thì nó sẽ ra được cái phần lực dọc, ở đây là phần bụi, ở đây là trên này là phần ma sát ha, là tổng này. Đây là phần bụi và cái đây biểu đồ. Thì cái cọc này chúng ta sẽ đi tính sức tải ở cọc à, để chúng ta biết về cái việc mà mô hình xong chúng ta khai thác kết quả này như thế nào là cái kiến thức mà chúng ta cần học, còn phần mềm nó chỉ mang tính chất để mình sử dụng, mình khai thác nó thôi ha. Rồi thì cái ví dụ này nó chỉ dừng lại đây thôi, không có gì hết. Thì buổi tiếp chúng ta sẽ đi qua cái phần là hố đào sâu ở trong phần cát, thì chúng ta cũng mô phỏng một cái bài toán đơn giản này thôi để chúng ta biết cái cách sử dụng, còn cái bài toán thực tế thì chúng ta sẽ thực hành ở trên lớp ha. Ok rồi, cảm ơn anh em.